xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch ha, thì cũng là vào tháng Du Lan á. Hiện tại thì em đang ở chùa Dương Minh đây. Sáng hôm nay thì trời mưa rất là lớn. Bây giờ thì trời vẫn còn mưa lai rai hoài. Bây giờ âm u thì chắc tới, em nghĩ là chắc mưa này chắc tới chiều tới chiều luôn đó anh chị. Thì hôm nay thì cũng có cô Tăng Mai Anh có gửi kinh phí về để xin cúng cầu siêu cho chị của cô là cô Tăng Long Anh, pháp danh là Diệu Hương ha. Thì chút xíu thì em cũng sẽ vào gặp các thầy để mình cũng nhờ gửi cái giấy này để nhờ cúng cầu siêu và gửi một ít kinh phí của cô Tăng Mai Anh để gửi cúng dường cho chùa ha. Thì đến 9 giờ ngày hôm nay thì em cũng sẽ phát 50 phần gạo cho bà con vòng vòng ở chợ Bến Tre đây anh chị. Thì cũng là kinh phí của cô Tăng Mai Anh cũng gửi để mình tặng cho bà con vào ngày rằm tháng 7 cũng như là tháng trong tháng Du Lan này ha. Dạ mô Phật, con chào thầy. Dạ, hôm nay thì con cũng có một cô là cô Tăng Mai Anh á, có gửi giấy này cũng như là để xin cầu siêu cho chị của cô là cô Tăng Long Anh, pháp danh là Diệu Hương. Thì có gì cái con cũng nhờ ở chùa Dương Minh của mình á làm lễ cầu siêu ha thầy ha. Con dạ rồi. Cầu siêu kêu bằng Du Lan vậy. Dạ. Dạ. Siêu Du Lan á. Dạ. Thì đây là cái con gửi cái tờ giấy này chắc dạ. Mình như vậy là ổn mà chắc khỏi cần ghi gì nữa thầy. Rồi. Dạ. Với cô có gửi về kinh phí đây là 1,2 triệu là 50 đô á để mình cúng dường cho chùa hả thầy. Dạ rồi, con nhờ thầy nhận giúp con hả thầy. Dạ. Dạ, như thầy đọc cái giấy này thầy thấy như vậy là ổn không thầy, có cần phải thêm thông tin gì nữa không thầy? Tên gì thì mùa này mùa Du Lan thì dạ. Mùa Du Lan. Dạ. Mùa Du Lan là tháng 7. Dạ. Dạ. Tới một tháng là cũng rồi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, vậy thì con cũng cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ. Cái thầy cho con đi. Đó, cái này giờ nè. Dạ. Cầu siêu rồi cứ bỏ tiền vô trong thùng. Dạ. Thấy không? Dạ. Dạ. Bây giờ bỏ cái giấy này trong thùng biết làm sao rồi. Dạ. Dạ rồi, có gì con nhờ thầy. Dạ rồi, dạ. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, thầy con về. Dạ. Thì sáng hôm nay thì em cũng phối hợp với quầy gạo của dì Lan ở đây để mình tặng 50 phần gạo cho bà con ha. Dạ. À, dạ dì Lan cho con biết cái gạo mà hôm nay mình tặng cho bà con là gạo tên gì với đây. Là cái giá ha dì Lan ha. Summer giá 13.000. Dạ, nhưng mà cái giá chính thức là mình bán như thế nào và mình phát từ thiện thì bao nhiêu dì Lan, đang nói rõ cho Mạnh Thường Quân người ta hiểu á. Mình bán dạ. Tới 15.000 mà chỉ từ thiện bán 13 thôi. Dạ. Như là cũng hỗ trợ giá dì Lan ha. Ừ. Dạ. Hôm nay trời mưa quá vậy phát coi nào bị ế dì Lan. Vậy ế. À, sáng hôm nay thì mưa quá trời mưa luôn anh chị. Nè nhìn ở ngoài trời nè, bây giờ là còn mưa nè. Cái này hồi chắc con phải xin thêm ít bịch ni lông nè, mỗi cái vậy mình cho mình gạo vô cái bọc vô. Dạ. Chứ để hồi mưa cái ướt hư gạo của bà con uổng ha. Ừ. Dạ. Thì hôm nay thì em cũng mua đây là 50 phần gạo, mỗi phần gạo vậy là 10 kg ha anh chị ha. Đây là gạo Sa Mơ. Về kinh phí cho bữa phát gạo hôm nay là của cô Tăng Mai Anh cũng xin tích công đức này cho cô Tăng Long Anh ha. Thì bây giờ thì trời mưa, bây giờ em cũng sẽ tranh thủ để mình sẽ tặng quà cho bà con ha. Thôi em bây giờ cái em cũng vô đôi một cái bịch ni lông vô một cái bịch gạo thử coi nó gọn không để cho đừng có mưa cái gì dì Lan. Dạ. Không, vô thử là vừa không? Vô thử là vừa rồi, chuẩn bị gọn gàng ấy. Dì Lan không có ai phụ con hả dì Lan? Có mình dì Lan luôn hả? Dạ. À, phụ con mới được. Ngầu đâu rồi, cây buộc lại coi gọn không? Để hôm lỡ trời mưa, cái mưa uổng hư gạo. Để làm ngang cái thu, làm ngang qua, làm ngang xuống thu. Nè, vậy đảm hầu lên. Ừ, rồi đó. Đâu, ok không? Tao kinh lên thử coi. Để này mình từ từ đưa mấy nha. Dạ. Ok không? Ok. Giờ để đây. Bây giờ bà con đợi con xíu để con vô gạo vô bịch đặng cẩn thận để mà sợ trời mưa á, mình về ướt gạo hư gạo ha.
Thì ngày hôm kia là con đã đi phát phiếu rồi. Thì cái số lượng phiếu thì nó cũng có hạn là 50 phần thôi. Thì bà con nào có phiếu thì có gạo nha. Chứ mà còn không có phiếu thì con không có hỗ trợ được. Tại vì cái số lượng quà nó cũng có hạn ha. Dạ. Dạ rồi thôi thì bây giờ em ơi, cái chú này đợi lâu rồi nè. Thôi giờ để bà con chậm chậm nha. Để con ưu tiên người lớn tuổi trước nha. Đây đưa chậm tới nha. Dạ dạ rồi dì Lan lấy cái phiếu qua làm con dì Lan. Đây. Lấy đây ha, rồi rồi lấy phiếu cho con dì Lan để coi đúng phiếu không dì Lan. Dạ đâu em kiểm tra phiếu này nè em. Đúng rồi không? Rồi rồi gửi cho ông đi. Rồi rồi vậy là em để qua đây đi là 2 phiếu. Dạ rồi chậm đợi con tí xíu nè em. Nè em để bao đây luôn nè em, cho bà về trước đi. Dạ rồi cho con cái phiếu đâu em, coi cái phiếu kìa. Khoan gì để con kiểm tra phiếu. Dạ rồi dạ rồi đúng rồi đây, kiểm tra bỏ đây. Dạ ở đây nè. Dạ rồi bà đợi con xíu nha, để con sắp xếp gạo nha. Dạ dạ đợi con tí xíu con ôm ra. Dạ trời mưa quá trời luôn anh chị, nên là em cũng tranh thủ phát cho bà con đi về. Mà bây giờ thì trời mưa nên là mình phải vô gạo vô bịch cho kỹ. Chú Dũng phụ con cái bịch. Dạ rồi con nhận phiếu của cô ha. Dạ sáng giờ bán được nhiều không cô? Mới bắt có mấy tờ rồi. Mấy tờ hôm nay gặp nay trời mưa quá trời nữa. Trời mưa không có bán được. Dạ. Dạ rồi đợi con xíu nha. Rồi. Mình làm buộc là cẩn thận để sao đừng có mưa ướt hư ủng. Này là hư gạo thiệt á. Đâu lấy phiếu chưa? Dạ rồi, cô này. Rồi em cho ra đem ra ngoài cái bà cụ ngoài đi em. Buộc lại. Dạ rồi đợi con tí xíu. Đó, giờ phải 2 người mới kịp. Rồi lấy cái phiếu trước, kiểm tra phiếu trước em. Tại vì cái phiếu nhiều khi nó hơi khác. Dạ. Để em bỏ phiếu vô bọc đi. Dạ khoan đợi xíu. Dạ rồi cho cái chú này lớn tuổi này trước đi. Chú này phải không? Rồi rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ rồi chú về ha. Dạ. Rồi. Rồi. Dạ khoan đợi xíu. Dạ rồi cái cô này cô có phiếu không? Dạ rồi em kiểm tra phiếu em. Tại vì cái phiếu bây giờ nó phải đúng mới được. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi cô về ha. Dạ rồi, dạ khoan chậm mấy những người nào trẻ chậm tại đây xíu. Để cho những người già trước. Dạ con. Đúng không? Dạ rồi cô về khỏe nha cô. Dạ rồi. Dạ rồi. Quan kia xíu. Em kiểm tra phiếu cẩn thận nha em. Ủa cưng có chưa? Rồi vô nhận luôn. Dạ không phải, tại cái này là cái số phiếu nó có hạn. Dạ nên là mấy chị thông cảm, đợt sau em có nhiều em sẽ tặng đại trà cho bà con. Được không? Sách được không? Được mà. Dạ. Dạ tại vì cái này là số lượng cũng có hạn á, nên là em không có tặng được nhiều. Dạ giờ nó cũng em tặng tùy duyên mà. Dạ rồi chú vô trong đi chú. Có à. Dạ tại vì như em phát đủ phiếu rồi đó chị. Dạ rồi ai có gì có phiếu rồi ghé nhận ha. Dạ rồi chú vô nhận con luôn đi chú. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cho bà này. Dạ. Nay trời mưa quá trời. Dạ. Trời mưa quá đấy. Dạ rồi, giờ vừa ôm vừa đi bán luôn hả bà hả? Em gửi. Dạ, gửi đừng đi bán ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, chậm chậm chị. Đây coi phiếu coi. Kiểm tra phiếu cẩn thận nha. Dạ. Dạ rồi của bà này. Dạ. Dạ rồi chị về khỏe nha. Dạ rồi bà về khỏe nha bà. Dạ. Rồi gửi cho cô về luôn ha. Dạ rồi cô về hết cô. Đây thì mỗi cái phiếu là em cũng ghi rất là rõ hết chị ha. Cái này là của cô Mai Anh tặng. Có giờ nè, có địa chỉ. Và em là người đại diện ký tên. Chứ mà còn mình không thôi là mai mốt là bị nhầm các phiếu khác anh chị. Là mình tặng là tới đó thì cũng không được ha.
phải có phiếu. Dạ. Bây giờ trời mưa nên mình tranh thủ mình làm sớm để cho bà con xách về, cho để mà mưa hư gạo anh chị. Thu ơi, rồi gửi gạo cho cô luôn nha Thu. Dạ. Dạ rồi cô về nha. Dạ. Dạ là cô nhận gạo hả cô? Dạ cô đưa phiếu qua cho vợ con nha. Dạ. Dạ. Dạ có đúng phiếu là có gạo. Dạ rồi cô về. Dạ rồi cô về. Dạ. Sáng giờ bán được không sao? Dạ, vậy cũng đỡ ha. Thấy mưa quá trời mưa luôn. Mưa thấy rồi rồi. Dạ. Dạ rồi thôi 6 giờ khỏe nha. Dạ. Dạ rồi của cô. Dạ rồi cô về khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Dạ không, dạ con tặng gạo không à. Dạ. Dạ tặng cho những người có phiếu. Dạ rồi chị về hả chị? Dạ. 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 Dạ dạ cô bước qua đây đi cô. Cô bước qua đây đi cô nhận luôn hả cô ha. Cái này để lấy cái bịch để chùm vé số lại sợ ướt ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi phiếu của cô đâu cô? Dạ rồi cô cho con xin cái phiếu. Để chúng đi bé để. Dạ sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Dạ bán không được à. Mưa dạ mưa quá trời luôn. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Anh chị thấy trời mưa trời cái phiếu bây giờ ướt me ướt mẹp à. Dạ. 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 Dạ rồi thôi cô về khỏe nha. Ôm đỡ lên đỡ lên. Cảm ơn quý vị. Dạ rồi. Giờ 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 đi gửi đi gửi đi gửi gạo đi rồi hả đi bán vậy để ướt gạo. Chúc quý vị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đúng rồi không? Dạ, tại vì trời mưa anh chị nên là mấy cô nhiều khi để phiếu cái nó hơi bị rách. Có chữ ký là được rồi. Đó, đây nè. Rồi, vậy là đúng rồi ha. Anh chị thấy trời mưa bây giờ thì bà con cũng rất là vất vả. Nên là buôn bán là khó khăn lắm. Có những phần gạo này bà con rất là mừng. Thì con cũng thay mặt bà con cảm ơn đến cô mấy anh rất là nhiều ha. Dạ rồi. Sáng mưa quá con mới ra. Dạ rồi. Sao không bỏ con bé nó nhà cưng? Không ai giữ hả? Trời ơi mưa quá trời luôn. Rồi thôi đi bán ha. Rồi. Có phiếu không? Có phiếu không? À có phiếu. Em kiểm tra phiếu nha em. anh đợi. Không có anh đợi tí xíu đúng rồi, sợ lộn với giò là chết luôn. Dạ rồi, rồi anh đi bán nha. Dạ. Dạ rồi chú quay qua chú nhận một phần gạo thôi chú ha. Dạ cảm ơn. Dạ rồi chú về khỏe nha chú. Dạ dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ rồi có phiếu lấy cái phiếu lại nha. À. Rồi cảm ơn anh. À rồi 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 gán đi bán ha. Rồi rồi. À còn cái cô này lại nhận nữa nè em. Có nhận gạo hả cô? Dạ có phiếu ha. Dạ cho con xin cái phiếu. Rồi dạ rồi cô đi bán ha. Dạ. Dạ dạ. Nè dẹp cái luôn nè. Dạ rồi. Rồi kiểm tra phiếu em để xem cho kỹ. Dạ. Dạ rồi anh đi bán nha. Dạ. Dạ dạ. À, đâu có phiếu không nha? Không không có phiếu là không có phát nha Út nha. Có phiếu không? Có, hổm lề để phiếu. Dạ. Rồi nói thôi đi sắp tới ra Út để mà mưa. Sáng giờ bán được nhiều chưa? Ê quá trời. Ấy quá trời hả? Rồi đi tới, đi tới. Đi tới xíu, đi tới. Đi tới ngay chỗ quầy dì Lan nè. Rồi hồi sau Út ôm gạo về. Gửi. Hả? Gửi nè. Gửi hả? À rồi, đi vô. Đâu rồi đâu rồi, phiếu đâu để coi còn phiếu không nha. Không có phiếu là không có phát nha. Dạ. Dạ rồi chú anh đây đi chú. Chú anh đây đi chú. Rồi. Rồi. Dạ dạ. Dạ rồi, dạ rồi chú về. Dạ. Dạ. Đâu có phiếu không? Nói con đây nè, đây nè, đây nè, con thấy cái phiếu này phải không? Không, không phải, cái đó là giấy giò đưa con cái đó là xong luôn á nha. Dạ. Rồi, em có hả? Dạ có rồi ông Út. Rồi ông rồi. Mở lên, mở lên. Rồi 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 sao ông Út gửi đâu? Ở chỗ ấy.
Vậy giờ ông Út tự ôm ông ngoại ha. Dạ rồi. Dạ khoan đợi tí nha cưng. Rồi ông Út ôm nổi không? Rồi. Dạ. Dạ rồi bà vô nhận gạo luôn hả ba? Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. À còn cái bao cái vỏ. Dạ. Dạ dạ dạ. À, bây giờ tụi em phải ngồi kiểm tra phiếu lại, mình với mình kiểm tra với cái gạo anh chị, đặng cho nó đủ, nó dường như là nó tương đồng với nhau là được ha. Chứ mà còn này mà thiếu một cái là mất tiền túi bù nha. Hôm nay thì do là trời mưa quá nên là bà con đến nhận gạo thì cũng hơi lai rai thôi. Với ba đa phần là bà con cũng đi bán cái số rồi ngoài chợ đây anh chị, nên là giờ cái nhiều khi bà con đi bán ở chỗ khác chút xíu thì họ sẽ quay về đây để nhận gạo, bắt đầu mình mới đem về luôn. Có những cái phiếu anh chị thấy ướt mềm ướt mẹp luôn, còn có những cái phiếu thì khô khô ráo, người ta bỏ kỹ, người ta bỏ vô cái túi rồi cẩn thận. Rồi hồi nãy có mấy phiếu rách nữa, sao em đếm được? Đó, ừ đó. California thả một phần cá phóng sanh này hồi hướng cho cô Tăng Long Anh pháp danh Diệu Hương mãn phần 23 tháng 2 năm 2021. Và đây là phần cá em phóng sanh cầu xin hồi hướng tất cả công đức này hồi hướng cho cô được siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Thì tụi em thì mình chủ yếu là mình cũng làm đơn giản vậy thôi anh chị, tại tụi em cũng không, mình không có rành về ở bên vấn đề bên phóng sanh nhiều á, nên là em cũng đại diện cho cô Mai Anh, tụi em cũng mua cá một ít gì đó để thả, chủ yếu thì cũng hồi hướng công đức cho cô Tăng Long Anh ha. Dạ. Cá. Thì chương trình buổi sáng thì em cũng phát quà cho bà con, cũng là kinh phí của cô Tăng Mai Anh gửi tặng cho bà con ở Bến Tre ha. Thì em cũng thay mặt bà con ở Bến Tre gửi lời cảm ơn đến cô rất là nhiều.
Thì thả cá thì tụi em cũng đã thả xong. Cá bây giờ những con nổi bơi kìa. Thường thường cá trê rồi thì nó rất là mạnh. Cá nào mạnh? À. Ừ. Thì con cũng chúc cho cô cùng với gia đình luôn khỏe mạnh và làm ăn phát tài, để mình có duyên thì có điều kiện thì mình sẽ tiếp tục giúp cho bà con ở Bến Tre ha. Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.